Móc này các bạn ơi, ui xe cần cỏ móc nha, ui to quá đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe cần cỏ móc siêu to khổng lồ. Ui các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này, là một chiếc xe dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là đẹp đấy các bạn ơi. Ui các bạn có thích chiếc xe dọn rác này không nào? Ui ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên. Wow, xe cần cỏ móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cỏ móc rất là xịn này các bạn ơi. Ui xe cần cỏ móc này đẹp quá các bạn ơi. Ui mình rất là thích chiếc xe cần cỏ móc này luôn. Ồ các bạn có thích chiếc xe cần cỏ móc này không nào? Bây giờ mình chạy thử luôn nha. Pip 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 pip. Wow đẳng cấp quá các bạn ơi. Pip 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 pip. Ui các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe gì đây nào? Đây là một chiếc xe dọn rác này. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên dọn rác. Ui đẹp quá các bạn ơi. Xịn quá. Ui các bạn thấy chiếc xe dọn rác này có xịn so không nào? Đẳng cấp chưa nào? Ồ một chiếc xe dọn rác, xe môi trường chuyên đi dọn rác này. Các bạn có thích chiếc xe dọn rác này không? Wow. Pip pip pip. Pip 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 pip. Ui đây là một chiếc xe dọn rác. À xe này là xe trộn bê tông đấy các bạn ạ. Ồ các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. Ui đẹp quá các bạn ạ. Ui đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông siêu to siêu bự này các bạn ơi. Ồ chiếc xe bồn này đẹp quá các bạn ơi. Bip 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 bip. Wow các bạn ơi, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có xe gì nào. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, đây là máy xúc cát này các bạn ơi. À chiếc xe này to quá. Nào bây giờ mình chạy thử luôn nào. Vinh 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 vinh. Tốc độ đỉnh cao luôn. Vinh 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 vinh. Ui chạy nhanh lắm các bạn ơi. Đây à, một chiếc xe bồn trộn bê tông to hơn xe máy các bạn ơi. À chiếc xe này to quá. À chiếc xe này đẹp quá. Vinh 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 vinh. Các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông to hơn nữa này các bạn ơi. Ui xoay được cả bồn luôn này các bạn ơi. À chiếc xe này đẹp quá nhỉ. Nào mình chạy thử luôn đốc. Ôi chiếc xe này to. Vinh vinh vinh. Ôi ui xoay bồn xoay bồn. Nào bây giờ mình sẽ cho bạn xem có cái vòi chút bê tông luôn. Đó, chiếc xe này có 4 cái còi các bạn ạ. Nào, chạy thử luôn nào. Đi làm việc rồi. Zin 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 zin. Cắt màu vàng siêu to khủng nô các bạn ạ. Đó, máy xúc cát siêu to luôn. Múc thử nào. Múc thử nào. Uầy. Đây, máy xúc cát to hơn nữa này các bạn ơi. Xe cần cẩu xúc cát này rất to đấy các bạn ạ. Ôi, to lắm nha. Ơi, xe cần cẩu múc cát này có 4 cái bánh rất là ngầu các bạn ơi. Ơi, trời nhiều xe quá các bạn ạ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Zin zin. Pip 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 pip. Ôi. Ở bên này có nhiều xe bồn đấy nhở các bạn ơi. Xoay bồn luôn này. Chiếc xe này cũng có 2 còi luôn này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp đấy. Đó, xoay bồn, nó có 2 còi nhá. Chiếc xe này thì rất là đẹp. Ơi, xe bồn trộn bê tông boni. Ơi, xe bồn trộn bê tông boni nữa các bạn ơi. Màu xanh nhá. Ơi, cha cha, trên này có máy xúc cát cảnh sát này các bạn ơi. Ôi, máy xúc cát này to quá. Ôi, nhiều máy xúc cát to quá các bạn ạ. Múc thử nào, múc thử nào. Có 2 còi luôn, chiếc xe này có 2 còi luôn nhá. Ui, có bạn tài xế kìa. Bạn tài xế đang chào các bạn đấy. Ơi cha, xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc 3696 các bạn ạ. Ờ rút được cần dài đây này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu móc này mình cẩu mấy bạn xe kia lên chơi chơi nhá. Đây mình dùng chiếc xe bạn này. Ơi chực bạn ơi. Đây có một bạn xe cần cẩu móc to hơn bạn xe các bạn ạ. Bạn xe này to hơn nhá. Bạn xe này khổng lồ luôn. Siêu to luôn. Đây là bạn. Ơi chà cha, bên này còn một bạn xe cần cẩu móc boni màu xanh to hơn nữa này các bạn ơi. Ui bạn xe này to quá này. Ui khổng lồ luôn đấy các bạn ạ. Bạn xe cần cẩu móc này khổng lồ đấy. Ơi có lắm các bạn ạ, màu xanh mình rút cần ra này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cẩu bạn xe máy xúc này lên. Ui các bạn ơi lên được lên này. Ui cong cần này. Ôi ui ngầu các bạn ơi. Thôi bây giờ đi vào đống cát thì mình tìm xe đồ chơi nhá. Đây đây các bạn ơi, đống cát nhà mình rất là trong một luôn, xoay được cần luôn này các bạn ơi. Ê, bạn xe này đẹp nhá. Đó múc từ nào, một gầu luôn nó, thêm một gầu nữa là 2 gầu này. Đó rất là ngầu các bạn ạ. Đó ổi nào. Ơi móc máy xúc này này. Đó, mình đang cẩu một bạn máy xúc cát này. Rơi rồi. Móc lại nha, móc một cabin nhá. Đó. Lên nào. Ui, đẳng cấp các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi, mình ở đây nha. Net go. Đó, chiếc xe này đẹp nha. Rồi, tiếp theo nào. Mình sẽ, đây là xe xúc nật này. Các bạn ạ. Pip. Win. Để đây. Mình sẽ để đây các bạn nhá. Mình để đây nhá. Đây là ô tô giống xe bán tải, gọi là xe địa hình đấy. Xe này là xe cảnh sát luôn, màu trắng, gầm cao các bạn ạ. Có 4 cái bánh thôi. Vinh vinh, động cơ mạnh lắm các bạn ạ. Vinh. Đây các bạn ơi. Đã có mấy chiếc xe, đây chiếc xe màu xanh này cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này động cơ mạnh lắm các bạn ạ. Vinh. Động cơ rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Vinh. Ôi,
rồi, tiếp theo đây là xe ô tô cảnh sát màu đỏ siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là to và đẹp luôn. Xe cảnh sát màu đỏ nha, chiếc xe này màu. Và đây là xe tăng các bạn nhá, một chiếc xe tăng ấy, xe tăng siêu to khổng lồ ấy, các bạn. Tăng siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn ơi, mình rất là thích chiếc xe tăng luôn, wow, động cơ mạnh mẽ. Đây đây máy xúc cát siêu to khổng lồ này các bạn ơi, đây máy xúc cát siêu to khổng lồ nha, đó có cả gương này, có cả ủi cát luôn này, đó đẳng cấp không có được. Ui trời, rất là nhiều cát các bạn ạ. Đây là máy xúc cát, ơi cha cha, xe tải ben chở cát này các bạn ơi, xe tải ben chở cát của Ruby ấy các bạn ạ. Ai múc thử nào, múc lên xe tải nào. Ui trời, một gầu ở đầy xe tải các bạn ạ, một gầu đã xe, ai cha, bốc luôn tay các bạn ạ, bốc luôn tay cho nó ngầu. Đó. Ở đây thùng này đi chút ben thôi, mình sẽ đi chút ben nào nào, bây giờ mình sẽ bật ben nha, nào bật ben nào, chút ben đó các bạn, hay chưa, ngầu chưa. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bạn xe này đi tìm xe đồ chơi nha, vào trong sân cho mình nhá. Rất là nhiều xe cần cầu này các bạn ơi, xe cần cầu, cầu xe xúc lật, xe cần cầu, cầu xe nu kìa. Bây giờ cùng mình xem có chiếc xe gì xịn không nào. Đây có một chiếc xe cần cầu này các bạn ơi, xe cần cầu này, hai chiếc xe cần cầu luôn. Ui ba chiếc xe cần cầu siêu to khổng lồ. Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe cần cầu, cầu máy xúc cát này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe cần cầu, cầu xe xúc lật này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe cần cầu, cầu xe nu đường này các bạn. Đây là xe cần cầu, cầu xe lân hàng này. Bây giờ thì cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nhỉ. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đấy các bạn ơi. Đây là xe tải chở ô tô 2 tầng luôn nhá. Chiếc xe này xịn lắm, hạng được cả thùng này. Đấy các bạn thấy không, chiếc xe này xịn lắm. Bây giờ mình phải lân thùng đây này, lân thùng này. Đây, đây là một chiếc xe tải chở ô tô 2 tầng đấy các bạn ạ. À, chiếc xe này đẹp. Nào bây giờ cùng mình đi ra đồng để tìm những chiếc xe đồ chơi nhá. Cùng mình đi tìm xe đồ chơi xịn sò nhất để mang về để chơi các bạn nhá. Đây bây giờ mình sẽ đi thôi. Ở bên này mình phát hiện ra ở dưới cái bụi cỏ này có chiếc xe gì này. Ở bên mình bới này. Đây các bạn ơi, đây có một chiếc xe cầu múc cát màu vàng nhá. Đây là một chiếc xe cầu múc cát màu vàng rất là xịn sò và đẳng cấp này các bạn ơi. À, một chiếc xe cẩu xúc cát màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Mình rất là thích chiếc xe cẩu xúc cát màu vàng luôn. Nào bây giờ cùng mình đi tìm tiếp đi. À đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe xúc lật này. Đây là một chiếc xe ủi cát này. Đây một chiếc xe xúc lật rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Ui chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc lật nha, rất là xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình đi tìm tiếp đi. Đây rồi, mình đã tìm thấy một chiếc xe cẩu chuyên đi xúc cát này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Ồ chiếc xe này mới quá, đẹp quá các bạn ạ. Nào trường chuyên đi dọn rác rất là to và đẹp này các bạn ơi, xe môi trường dọn rác rất là xịn xó nhá, rất là to khổng lồ luôn, xe rác công trình đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe dọn rác có cái thùng màu xanh này, đấy đẹp quá các bạn ơi. Đây mình phát hiện ra đây có một chiếc xe này, là một chiếc xe này là một chiếc xe trộn bê tông bồn đi này. Đấy xe bồn trộn bê tông có cái bồn màu trắng này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi, xoay bồn luôn. Ui đẹp quá các bạn ạ, xoay bồn này, ui xịn quá. Ui các bạn ơi, thì mình phát hiện ra có một chiếc xe máy xúc cát điều khiển từ xa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát, xe cầu múc cát điều khiển từ xa các bạn ạ. Ui đẹp quá các bạn ơi. Nào bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn, đây là khủng long này, khủng long xoay sáng luôn này các bạn ơi, khủng long bạo chú biết bay luôn đấy các bạn ạ. Ui các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này, bộ đồ chơi robot biến hình này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Ui ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp này các bạn ơi, có cả siêu nhân cầm cây kiếm chiến đấu luôn này. Đấy các bạn thấy hay chưa? Đây có một hộp xe tăng điều khiển bằng bu lăng mới xịn sò và đẳng cấp này các bạn ơi. Đây hộp đồ chơi xe tăng điều khiển từ xa nhá, xịn quá, máy bay này các bạn ơi, xịn sò đấy các bạn ạ. À bây giờ mình sẽ để đây nhá. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi có cả xe tăng này, xe tăng điều khiển bằng bu lăng đấy các bạn ạ. Ở đây mình còn phát hiện ra có cả một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ui ở đây mình phát hiện ra một chiếc ô tô biến hình thành robot này các bạn ơi. Ui đẹp quá này các bạn ơi. Ui ở đây mình phát hiện ra một cái khiên của người nhạy này các bạn ơi, cái khiên của người nhạy này. Ồ đây là cái khiên của đội trưởng Mỹ. Ui các bạn ơi, ở đây mình, ê, các bạn ơi, đây là một hộp xe bíp màu đỏ chót này. Đây là một hộp xe bíp màu đỏ chót. Ui các bạn thấy đẹp. Ui đây là một hộp xe bíp màu đỏ chót này. Ui đẹp quá, đẹp quá. Wow hay chưa, hay chưa. Ui đó, đây là một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy, các bạn đi học về chưa. Đây rồi các bạn ơi, đây là ô tô biến hình thành robot này các bạn ơi, ô tô biến hình thành robot hai hộp luôn nha. Đây mình phát hiện ra ô tô điều khiển từ xa này xịn sò này các bạn ơi, đẳng cấp này. Ui hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò và đẳng cấp đấy các bạn ạ. Ở đây nữa mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là xịn sò luôn nha. Cái bộ đồ chơi có cái cặp này, đấy cái cặp ấy các bạn thấy đẹp chưa, cái bộ đồ chơi này đi siêu thị
cái bộ đồ chơi mình mua ở siêu thị đấy các bạn, đẹp quá. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cầm cây kiếm này. Đây, cái bộ đồ chơi này có cả khủng long đầu rồng này các bạn ơi, khủng long đầu rồng nữa nha. Ui, vui quá. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây thì có một chiếc xe này, là một chiếc xe ô tô cắm đi đấy các bạn ạ. Đây đây, mình phát hiện ra một chiếc xe tăng, xe cần cầu điều khiển, xe tải điều khiển từ xa này. Đây là một chiếc xe tải điều khiển từ xa xịn sò đẳng cấp đấy các bạn ạ. Đây là hộp xe tải điều khiển. Bây giờ mình sẽ chơi luôn nha. Đó, ben này win. Nào, bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát điều khiển từ xa xịn sò nha. Ui, xoay luôn. Nào, đây rồi, là xe tải chở một hộp khủng long. Ui, đẳng cấp chưa các bạn ơi, chiếc xe tải này có xịn không, đẳng cấp chưa nào. Ui, win. Bi. Nào xoay cho nào. Wow, cái xúc cát cần dài. Đây là xe cậu múc cát cần dài. Pip. Nui. Đó, đây là một hộp xe này, là một hộp xe xe máy xúc cát xịn sò này các bạn ơi. Wow, hộp xe máy xúc cát xịn sò nhà nào. Bây giờ mình sẽ chơi luôn nào. Ui, đẳng cấp chưa. Wow, pip. Wow, hay chưa. Nào, bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là xe cẩu múc quả cầu phát sáng này. Đấy, xe cẩu múc quả cầu phát sáng quá là xịn luôn. Có xe môi trường chuyên đi dọn rác này. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là xịn này các bạn ơi. Ui, đấy, các bạn thấy không nào? Hôm nay mình tìm thấy có cả xe bíp này. Bíp này các bạn ơi, đây là một chiếc xe bíp nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bíp xịn quá này. Bíp. Wow, à, xe này là một chiếc xe gì đấy. Đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe container đấy. Xe container xịn quá này các bạn ơi. Đây là xe bồn trộn bê tông, xoay được cả bồn đấy các bạn ơi. Đây xe cần cẩu này. Bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi mới đi. Đây, mình sẽ ra vườn hoa nhà mình để tìm xe đồ chơi mới để chơi đi các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra có rất là nhiều bộ đồ chơi mới rất là đẹp này các bạn. Đây, mình phát hiện ra có một bộ đồ chơi mới, xe công trình nhá. Đây, mình xem có cả xe gì nào. Xe bồn trộn bê tông đẹp quá này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy. Đó, xịn chưa này. Đây đấy, các bạn thấy không? Đây là một chiếc xe dọn rác này. Đây là một chiếc xe dọn rác này. Đây là xe dọn rác này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi mới đấy. Xe dọn rác này xịn quá này các bạn ơi, tốc độ đỉnh cao luôn. Đấy, xe môi trường ấy các bạn ạ. Ui, đây nữa. Đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe cần cẩu này. Đấy, đây là xe trộn bê tông xịn rất so này các bạn ơi. Đấy, xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông. Các bạn ơi, đây có một bạn xe cần cẩu móc to hơn bạn xe đấy các bạn ạ. Bạn xe này to hơn nhá, bạn xe này khổng lồ luôn, siêu to luôn. Đấy, ai cha, đây là một chiếc xe ben cảnh sát này. Wow, đẳng cấp luôn nhá. Đấy, có hai cái còi luôn, cabin màu trắng các bạn nhá. Đấy, có bạn tài xế đang chào các bạn ấy. Ok. Oh, let's go. Một chiếc xe môi trường dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp nhá. Đấy, cabin màu trắng, cái thùng màu xanh các bạn ơi. Em đi làm việc thôi. Một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là xe cần cẩu móc. Wow, pip. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe dọn xe bít này. Pip. Wow, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Pip. Ui, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Pip. Wow. Ui, đây rồi, đây là một chiếc xe tải nhá. Một chiếc xe tải ben chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Wow. Ôi các bạn ơi, mình sẽ cứu xe đồ chơi tiếp nào. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Wow. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây, mình lại phát hiện ra đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy các bạn ạ. Wow. Chiếc xe này đẹp chưa này các bạn ơi. Rất là mới luôn. Ôi các bạn ơi, còn phát hiện ra một chiếc xe này là xe môi trường chở rác này. Đây, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Wow, chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này đẹp quá các bạn ơi. Ôi, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe lân hàng này. Wow, đây là một chiếc xe lân hàng đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đây là xe lân hàng nha, quá là đẹp luôn các bạn. Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát này.
Ui đây là xe cần cẩu Chini Mukka đấy các bạn ơi. Ui chiếc xe này rất là mới luôn. Mình rất là thích chiếc xe cần cẩu xúc cát này đấy các bạn ơi. Ô tô máy bay xe tăng này các bạn ơi. Ui ô tô máy bay xe tăng xịn quá. Wow các bạn ơi, tiếp theo là xe bíp máy bay chở khách này, ô tô này, xe bíp này. Wow các bạn ơi, tiếp theo nào, ở đây có cả máy bay chiến đấu cả ô tô nha các bạn ơi. Ui xịn xò chưa này các bạn ơi. Ui hay quá hay quá. Wow các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ, cabin màu trắng này. Wow, một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Wow xịn xò chưa. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có cả đồ chơi bác sĩ này các bạn ơi, đồ chơi bác sĩ nha. Wow các bạn ơi, nào tiếp theo nào, ở đây mình phát hiện ra có cả máy bay trực thăng, có cả xe mô tô, có cả xe cứu hỏa này các bạn ơi. Wow đẹp quá. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu rất là đẹp này các bạn ơi. Ồ hay chưa. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Wow đẹp quá các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra có cả ô tô nha. Ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Ô tô rất là xịn này các bạn ơi. 12 chiếc ô tô đua nha. Wow các bạn ơi, tiếp theo nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi này. Ở đây mình phát hiện ra có bộ đồ chơi, có cả súng bắn bắp ngô này, súng bắn ra bắp ngô này. Ui đẹp chưa các bạn ơi. Đây súng bắn ra súng bắp ngô này, đây là súng bắp ngô nha. Wow súng bắp ngô đây các bạn ơi. Ui hay chưa. Wow súng bắn ruby, súng bắn ruby đấy các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ mở để mình chơi nhá, cái hộp đồ chơi này mới quá các bạn ạ. Súng bắn ruby này. Wow các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe tải chở ô tô cảnh sát này, ô tô cảnh sát màu xanh màu vàng này, màu vàng đẹp quá. Wow beep. Ô tô cảnh sát này đẹp quá các bạn ạ, động cơ rất là mạnh luôn đó. Hay quá các bạn ơi, đẹp quá. Ồ đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát thôi. Nào bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một khẩu súng bắn ruby này. Đây là khẩu súng bắn ruby, đẹp quá các bạn ạ. Ui khẩu súng bắn ruby nha. Wow ở đây nữa mình còn phát hiện ra có một khẩu súng bắn ruby nữa này các bạn ơi. Khẩu súng bắn ruby này đẹp quá các bạn ạ. Wow hay chưa. Nào bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe cần cẩu nha. Ui các bạn thấy hay chưa, một chiếc xe cần cẩu này. Xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Wow hay chưa. Đây rồi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi mới, hộp đồ chơi mới này các bạn ơi. Wow đây có cả ruby bạch tuộc nha, ruby bạch tuộc này. Wow đây ruby bạch tuộc nha, có cả con ong này, con rắn này. Wow đây nữa, đây có một chiếc xe máy xúc cát này, xe máy xúc cát cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Wow các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một bộ đồ chơi mới nữa này. Đây nha, đây rồi mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có hai robot chiến đấu nha. Đấy, hai siêu nhân luôn này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này đẹp quá các bạn ạ. Wow mới quá các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi súng bắn Toby nữa này. Đây là bộ đồ chơi súng bắn Toby rất là đẹp này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Wow hay chưa. Wow đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông đẹp chưa này. Đấy, xoay được cả bồn luôn nha, đẹp quá các bạn ạ. Wow hay chưa. Wow các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi ruby này, ruby này. Wow có cả máy bay này, ui bộ đồ chơi biệt đội bảo vệ. Ui ô tô biến hình thành robot này, đây là đầu kéo container này các bạn ơi. Wow súng bắn ruby này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ, đẹp quá, súng bắn ruby đấy các bạn ạ. Ui ở bên này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này
là một đồ chơi súng bắn Ruby. Ui các bạn ơi, mình phải đặt ra một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe. Ui đây là khẩu súng bắn Ruby nữa này các bạn ơi. Đây là khẩu súng bắn Ruby này này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow! Súng bắn Ruby, súng đại bác, súng bắn Ruby. Wow! Ở bên này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi xe công trình, có cả xe trộn bê tông, xe dọn rác này. Đây là xe trộn bê tông này. Wow, xe dọn rác kìa các bạn ơi. Wow! Ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này đẹp quá này, có cả súng bắn Ruby này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui! Nào, ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả xe tải, xe trộn bê tông, cần cầu, máy xúc kìa các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Nào, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp này. Cái bộ đồ chơi này có cả các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này đẹp nhờ. Wow, đây rồi, cái bộ đồ chơi này mới đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này wow, có cả bạch tuộc kìa, Ruby bạch tuộc luôn kìa các bạn ơi. Các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa? Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa đấy các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ chơi sau nha. Nào các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra rất là nhiều đồ chơi này. Đây là mặt nạ của người nhện nha, có cả người nhện, có cả cái khiêng kìa các bạn ơi. Đây rồi, đây là bộ đồ chơi có cả khủng long này. Wow, hay chưa. Ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi có cả xe tăng, xe lửa nha. Đó, xe tăng, xe lửa này. Wow, tàu thủy này. Ui, xe tăng, xe lửa, máy bay, tàu thủy nha. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra có cả xe container này. Wow, có cả xe tải này, xe tải chở đất này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu móc này. Wow, xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây có một chiếc xe này là xe bồn nhá. Nào bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi thôi. Wow, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe tải chuyên đi chợ đất này, xe tải nha. Quay đây có một bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đây có bộ đồ chơi này rất là đẹp nha. Ui, đây có cả xe máy xúc này. Đây là xe máy xúc nha. Ui, múc nào đó, múc nào. Đây là xe cần cẩu múc cát, múc nào. Wow, đây có cả xe tải chuyên đi chợ đất này, xe tải chuyên đi chợ đất đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đây có cả xe bíp này, xe bíp đẹp quá. Wow, đây là xe xúc nật này, đây là xe xúc nật nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đấy các bạn ơi. Nào bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là bộ đồ chơi này mới đẹp này, đây là bộ đồ chơi này mới xịn này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi mặt nạ này, ui có một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Bây giờ xe cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi đây. Wow, đây là một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Đây là xe xúc nật đẹp quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe xúc nật này luôn. Các bạn có thích không? Nào bây giờ mình chạy thử luôn chiếc xe xúc nật đấy nha. Nào, ô tô cảnh sát G63 nhá. Đây là ô tô cảnh sát G63. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn ơi, hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ kênh của mình nhá. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye nha.